mua được quà không mua cũng được quà tặng bạn mã Ivan 1108 giảm giá 40% khi mua tất cả các khóa học online trên Unica mua một lần sở hữu trọn đời nếu bạn có bé từ 2, 6 tuổi và muốn bé giỏi tiếng Anh hãy sắm ngay máy đọc với lát cạc học 224 từ vựng thông dụng nhất với thiết kế ngộ nghĩnh phát âm chuẩn hình ảnh trực quan dễ sử dụng giúp hình thành bản đồ âm thanh trong não bộ để bé giỏi tiếng Anh trong tương lai giá chỉ 300k mà quà tặng lên đến 1495k khi tiết phần mô tả video Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube Sếp News Today và blog ngày 5 tháng com À, trong cái video ngày hôm nay thắng xin được gửi tới cô chú anh chị và các bạn một số cái tin tức cập nhật về tình hình token siệm môn à, và trước khi đi vào thông tin chi tiết thì những nội dung thắng chia sẻ chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu cô chú anh chị và các bạn biết đến thắng với đây là cái video đầu tiên thì chúng ta nên tìm hiểu thêm những cái thông tin khác liên quan đến token siệm môn của chúng ta trước khi chúng ta quyết định đầu tư bởi thị trường crypto là một thị trường cực kỳ rủi ro và những cái thông tin cần thiết thắng đã làm rất nhiều video trong cái channel cũng như là bài viết trên blog 15 tháng com của chú anh chị và các bạn có thể tham khảo. Và bây giờ chúng ta đi vào cái thông tin cơ bản đầu tiên là trong vòng 24 giờ qua đã đốt được khoảng 15,829 triệu token. Và chúng ta vẫn thấy còn khoảng 90 tỷ token. Xếp uh, môn V2 tương đương với cái thanh khoản của nó đang nằm ở trên bên V1 Thì đây là một cái điều hết sức khó hiểu Là không biết lý do tại sao những cái người hầu token xếp môn V1 họ chưa chịu chuyển sang token V2 Và tháng hy vọng là trong tương lai xếp uh, môn sẽ mạnh tay hơn nữa Nếu như họ không chuyển thì mình cứ mặc định uh, sẽ môn sẽ phải chuyển họ sang để kết thúc cái V1 Để cái V1 nó không tồn tại đi Để cho... Chỉ còn một xe môn V2 mà thôi thì lúc đó là cái việc là thanh khoản là sẽ tăng thêm đến hơn 100 triệu đô la nữa thì đấy là một con số khá là đáng kể đối với một cái token non trẻ như xe môn của chúng ta. Uhm, với cái khối lượng giao dịch là 2,298 triệu đô la trong vòng 24 giờ giá của token xe môn đang giao động ở mức trung bình là 0,00114. Uhm, đây là một con số vẫn ở cái mức độ... Uh, chấp nhận được và nó chưa nằm ở dưới cái vùng nguy hiểm quá cho nên là chúng ta cứ đợi bởi vì cái thời điểm hiện tại do tình hình bất ổn chính trị cũng như là kinh tế của các quốc gia lớn thì chính tốc cần uh, sếp môn cũng như là các cái đồng coi khác như đồng coi bitcoin uh, ethereum uh, binance nó cũng bị sụt giảm cái thanh khoản chứ không phải mỗi tốc cần sẽ môn của chúng ta Vậy cho nên chúng ta cứ uh, cố gắng chờ đợi một chút ở um, đến những cái thông tin uh, hôm nay thì uh, thì cái đầu tiên đó chính là về cái việc um, cái um, sẽ moon swap vào ngày 23 tháng 3 này nó sẽ mở cái chế độ uh, uh, cross chain tức là chuỗi chéo thì thực tế thì nó rất là là nó khá là tương đồng với một cái uh, nền tảng người ta gọi là coi 98 thì đây là cái hình ảnh cô chú anh chị và bạn có thể thấy là cái sự khác biệt giữa cái việc tạo cross-chain và cái việc uh, sử dụng những cái uh, hình thức truyền thống thì nó có hai cái hình thức cơ bản chúng ta hiện tại hay thấy thứ nhất đó là cái việc chúng ta chuyển cái token của chúng ta đến cái sàn giao dịch tập trung thì ví dụ đây là cái sàn bài đen thì từ bài đen mình có thể giao dịch từ cái usdt cái ở bên ERC20 chuyển sang cái đồng token dai ở cái uh, bip 20 tức là thuộc cái uh, bên của uh, BNB tức là Binance Smart Chain thì cái này là kiến thức phổ thông nhưng mà khi chúng ta cứ chuyển qua chuyển lại như thế này chúng ta mất hai lần phí. Thứ nhất là chúng ta chuyển từ ví nóng sang uh, sàn tập trung chúng ta mất một lần phí. Và thứ hai là chúng ta trade từ token bên này sang token bên kia chúng ta mất một lần phí và một lần nữa khi mà chúng ta muốn giữ lại ở trên cái ví nóng chúng ta lại phải chuyển lại là chúng ta mất một hai ba lần phí thì cái lần phí thứ ba này có thể không cần bởi vì có thể cô chú anh chị các bạn sẽ lưu ngay trên cái sàn tập trung thế nhưng mà mất phí như vậy nó rất là tốn kém và cái hình thức thứ hai là đối với cái việc sàn phi tập trung thì nó chuyển theo cái hình thức là chúng ta chuyển lên trên cái swap chuyển lên trên cái Swap và từ cái Swap đó chúng ta lại chuyển qua một cái Swap trung gian và nó lại chuyển đến cái cái Token chúng ta mong muốn đó thì ví dụ như USDT á, nó có cả USDT BRC, ERC à, và USDT à, BIP 20 thì cái này nó cũng vậy thôi nếu mà chúng ta muốn chuyển từ USDT ERC sang cái đồng DAI à, của BIP 20 á, thì chúng ta sẽ chuyển bằng cách là chúng ta đưa lên cái sàn phi tập trung là cái sàn Uniswap này và trên Uniswap nó có cái đồng đai ERC20 thì từ cái đồng đai ERC20 mình có thể chuyển sang cái đồng đai BIP20 được thì như thế chúng ta cũng lại mất rất nhiều lần chuyển và rất phức tạp thì để thay đổi cái điều này có một bên gọi là bên C98 họ làm rất là tốt và đây cũng chính là cách mà Sếp Moon đã học hỏi đó chính là nhưng mà Sếp Moon cái quy mô nó sẽ nhỏ hơn đối với sếp moon thì nó chỉ có hai cái chain đó chính là bsc và eth mà thôi thì đối với cái chain này nó sẽ cũng chuyển cái token busdt từ erc 20 sang cái đồng dai bip 20 được và cái phí giao dịch ở đây nó sẽ dùng là cái đồng token sẽ mua của chúng ta với cái mức phí là hai phần trăm thì đối với hai phần trăm này nó chia ra làm ba phần một phần trăm sẽ giả trả cái reflection phản ánh 0,5% trả cho cái thanh khoản liquidity pool và 0,5% cho cái việc burn token thì chúng ta khi giao dịch như vậy nó sẽ khuyến khích người dùng sử dụng cái sẽ moon swap nhiều hơn và khi mà chúng ta có cái điều này nữa, thì nó sẽ làm cho cái thanh khoản cũng như là cái lượng token nó đốt nhanh hơn vì ngày 20, 23 tháng 3 này nó sẽ bắt đầu diễn ra 23 tháng 3 theo giờ U, UTC của Mỹ thì đã rơi vào tầm khoảng 24 tháng 3 giờ Việt Nam GMT cộng 7. thì đây là cái hình ảnh để cho chúng ta nhìn nó trực quan hơn, nó dễ hơn. tức là chúng ta chuyển một lèo từ bên token của ETH sang cái token của à, BSC nó nhanh, nó chỉ mất có một thao tác duy nhất và mất phí một lần duy nhất và cái phí này nó không bị mất hoàn toàn mà chúng ta có thể nhận lại được đúng một phần trăm cái phản ánh chia đều cũng như là vừa được đốt token vừa được vào thanh khoản chứ không như những cái bên khác ấy, là những cái tiền phí này nó đi vào túi của những cái ông này đi vào túi của cái metamask đi vào túi của binance ở đây thì đi vào túi của ông uniswap và đi vào túi của ông metamask đó thì thì cái lợi này nó là lợi của cả cộng đồng đó là lý do mà nếu như mà so sánh giữa cái swap truyền thống và cái cross chain của CeMoon swap thì rõ ràng cái CeMoon swap nó có lợi thế nhiều hơn. Tuy nhiên vẫn chưa thể bằng được coi 98 đó là cái điều thực tế mà chúng ta phải nhìn nhận. Thế nhưng mà cái mục đích của coi 98 là nó tập trung vào cái việc giảm chi phí và đa chuỗi còn SEPMUN nó không phải đơn giản chỉ là cái việc đa chuỗi liên chuỗi hay là chuỗi chéo mà nó là một cái hệ sinh thái cho người tiêu dùng trong tương lai. Thế cho nên nó làm được như này đã là một cái điều tốt rồi. Chúng ta không thể kỳ vọng gì hơn. À, gần đây nó có cái tin đồn là, là cuối tháng 3 ấy, thì SEPMUN sẽ được uh, list trên sàn Binance. Thế nhưng mà cái thông tin này đã đánh dập tất tất cả những hy vọng của những cái nhà đầu tư. Sếp Moon đó chính là Mr. Adal Một trong những cái thành viên chủ chốt um, Trong cái Sếp Moon team đã nói là Không Binance Tức là uh, sẽ không list trên Binance Thế nhưng mà chúng ta cập nhật qua một chút về cái Cái uh, dự án đã đi được đến đâu Thì chúng ta cô chú anh chị và các bạn có thể thấy uh, Là Sếp Moon đã làm được uh, uh, Cái uh, Operation Phoenix Review này Đó những cái thông tin về dự án Phượng Hoàng đang hoạt động Và nó đang hoạt động đó sẽ moon uh, uh, Mooncraft này đã bắt đầu chạy rồi này thì bây giờ còn những cái điều sau chúng ta cần làm thứ nhất là một cái listing coming nữa thì thì khi mà Mr. Odo đã khẳng định là không phải bài thì chúng ta sẽ sẽ chờ đợi là một cái sàn lớn khác thì chưa biết là sàn nào Ờ uh, sẽ muốn exchange tháng tin là sẽ muốn exchange sẽ ra sớm bởi vì là đã có những cái thông tin cập nhật về cái Uh, ngân hàng Litva UBA và cái phí à, và cái giấy phép giao dịch ở bên châu Âu là đến tận 2031 thì cái thông tin này nó có rồi. Còn về blockchain thì John Kerry cũng đang úp mở, chứ chưa nói rõ ràng. Secure Card thì rõ ràng là chúng ta sẽ kết kết nối với uh, Mastercard soon. thì cái ngân hàng Trung Litva là sẽ đảm nhiệm cái việc về Secure Card như thế này. Còn những cái connect podcast này thì nó đã hoạt động, nó đã có rồi đấy nhưng mà nó chưa được hoàn thiện cho nên nó chưa được tính. có cái vấn đề ví cứng này và tài liệu này thì nó nó là cái tương lai lâu dài. Thì cái ví cứng này nó giống như cái ví ledger chờ mà chúng ta gọi là ví lạnh đấy. Thì cái này nó có lẽ là chưa cần thiết ở hiện tại. Khi nào mà nó hoàn thiện được những cái Simon card, Simon blockchain hoặc là exchange thì lúc đó mình mới cần thiết những cái hot wallet để chúng ta Uh, protect để chúng ta bảo vệ cái tài sản của chúng ta đó còn hiện tại là khi mà chúng ta lưu giữ token cần ở đâu chúng ta lưu ý là chúng ta nên bảo mật cái cần, cẩn thận cái uh, tài sản của mình uh, đây về cái roadmap thì roadmap nó đã có cái sự cố định rồi cho nên là người, cái bên ông Mr ở ông nói luôn là we are not doing roadmap anymore tức là sẽ không làm cái lộ trình nữa lộ trình nó cố định luôn rồi tức là cứ thế mà làm thậm chí cả Apple nó còn chẳng có cái lộ trình nào cả thì mình cứ làm thôi đó à, chuyển nên là đây này nó sau cái câu kết luận này, này tôi tin là rất nhiều những cái căng thẳng nó đến À, từ cái việc mà chúng tôi nói là không cập nhật và cũng không có thay đổi Đó Đó nhưng mà thi, thi thoảng ạ À cái những có những cái à, chúng tôi đã bắt đầu thay đổi à, Mình có thể nhìn trong cái uh, Caption Log Cái, đó, cái uh, danh sách mà ở trong cái SafeMoon.Education Hoặc là SafeMoon pools Đấy là sẽ nhưng mà sẽ làm thêm những cái vấn đề để chúng tôi tiến lên phía trước đó nó có một số những cái thay đổi của team để đạt được khi mà nó được ra mắt đấy về những cái vấn đề như là về marketing này đó và các bạn sẽ thấy nó trong những tuần tới những cái thông tin mà đại diện Mr. odo của Cemuntri đã nói rằng là thì cái việc mà chúng tôi chẳng chúng tôi không đưa ra những cái cập nhật cũng như những cái thay đổi nhanh lớn ấy thì nó làm cho cái cộng đồng nó cảm thấy rất là căng thẳng thế tuy nhiên là tôi sẽ thấy cái điều này nó thay đổi trong những cái tuần tới đó, ý ý là là như vậy đó uh, blockchain thì về mặt blockchain á uh, cái câu chuyện ở đây nó cũng chưa có gì nhiều cơ bản là chúng ta đợi cái thông tin nó được hoàn tất thì nó sẽ ấy thôi nó tức là nó chưa nó đang phát triển nội bộ trước khi nó sẵn sàng đó. nó cũng chưa có cái thông tin gì nó rõ ràng còn về cái chiến dịch phượng hoàng cũng vậy đó thì cái chiến dịch này nó đang trong cái quá trình đàm phán và nó chưa chỉ, chưa nhận được cái sự bảo chứng chính thức từ bên gambia đâu chúng ta cần phải chờ đợi thêm thì đây là cái tin vắn. thời điểm có một cái gì đó để chia sẻ thì chúng tôi sẽ chia sẻ tuy nhiên điều này phụ thuộc vào cộng đồng để quản lý và các kỳ vọng mà chúng tôi đang xem xét hàng tháng để làm việc không phải tuần đó cái dự án này nó cần thời gian dài hơn nhé chứ nó không đơn giản chỉ là nói một cái nó làm được uh, ngay đâu give If... oh, những cái thông tin này nó cũng chẳng có gì cả forward token coin support Đó. có một bạn bạn hỏi là có thể làm mọi cái token từ ERC sang BIP không? đó đúng là cái về cái chuỗi chéo đó. thì đây yes có. Đó, tức là tất cả các token nó thuộc về cái dự án à, nó thuộc về cái chain của ETH hay là BSC đều được hết nha. thì chúng ta chờ đợi cái kỳ vọng lớn vào ngày 23 tháng 3. Uhm, đây một cái thông tin này dịch cho cô cho anh chị xem nha thì bạn ấy hỏi về cái việc khi nào mà cái chuỗi chéo này nó là những cái nó là một trong những cái mà bảo mật nhất thì đây nó cũng thì ông ấy trả lời như sau là nó cũng là cách để nó liên kết với phần còn lại của hệ sinh thái ừ. từ hoán đổi phát triển gọi là swap and involve chuỗi chéo kết nối môn, vân vân tất cả để làm việc cùng nhau để có một nền tảng vững chắc rồi thì đó là cái câu trả lời không thể nào mà tốt hơn được nữa Đây. Thì đây là cái top à, 10 những cái đồng coin trending ở Mỹ ở trên cái sàn Bitmart thì chúng ta đứng ở vị trí thứ hai. À, thậm chí còn cao hơn cả Shiba Inu, Shinja hay là Saitama. Rồi, nhưng mà chúng ta vẫn đứng sau một cái đồng token có tên là Bryce hay là Bitgert. Thì rất nhiều cô chú anh chị có bảo với Thắng là cái đồng Bitcoin này tuy nó sinh sau đẻ muộn nhưng mà nó lại có một cái bước phát triển mạnh hơn thì thắng không phủ định cái điều này đó là cái việc token này nó phát triển rất là nhanh giá nó tăng rất là nhanh à, bằng chứng là thắng nhìn ở cái biểu đồ giá cách đây à, một tuần thôi này đó. nó tăng một cách à, rất chi là khủng khiếp uhm, thì à, để chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem. Thứ nhất là nhìn về cái khối lượng của nó. Nó tốt hơn xếp môn. hóa hoa thị trường của nó cũng rất là tốt. Uh, nó được xếp hạng. Uh, 2.850 trên. Có mấy kit cap. Nhưng cái con số này nó vẫn ghi là. Là sell report này. Tức là nó chưa chưa được kiểm chứng này. Vì nó cũng chưa có cái uh, kiểm toán ở đây. Thì mà khi check nó ở trên. Ờ... Uh, uh, coi cái cô ạ thì nó xếp hạng là không có Nên là nó chưa có có xếp hạng thì xét về cái tổng cung của con này á thì nó khá là giống với cái tổng cung của xếp môn v 1 thì cái thời điểm mà khi xếp môn nó ra mắt á năm ngoái thì cái cái, cái 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 cái, biểu đồ nó đi khá là giống giống như thế này này nó cũng không có nhiều thay đổi lắm tuy nhiên khi thắng check ở trên BSC scan ấy, thì đây chính là cái 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 ví cái cái phí của B biscuit này thì ví của biscuit giá trị của nó hiện tại có 177 đô B BNB và cái token có trị giá là 17.000 ngàn, 18.000 ngàn đô la thì thắng thấy là cái ví này có chứa 108.000 token xếp môn ừ, con số cũng lớn thế nhưng mà khi mà thắng trách vào cái ví của xếp môn ạ thì con số ôi trời khủng khiếp 1,8 triệu đô la cô chú anh chị ơi Con số quá lớn Để nói rằng là cái giá trị Của cái ví xếp môn nó to hơn rất nhiều So với giá trị của cái Ờ à, Thắng đưa ra cái thông tin này Không phải là để So sánh là xếp môn nó nhiều tiền hơn Hay là Bitgird nó nhiều tiền hơn Tuy nhiên là xét trên quan điểm Của một người đầu tư Khi Thắng nhìn vào cái roadmap Cái lộ trình của Bitgird thì đây chính là cái lộ trình của nó này Nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 lộ trình Thì cái lộ trình của nó là khi ra blockchain á, Là đạt được 100.000 holder Thì sếp môn của chúng ta đã đạt trên 1 triệu holder Cả sếp môn V1 và V2 rồi Thì nếu mà So sánh với cái việc tăng trưởng Thì Thì rõ ràng là sếp môn nó có cái sự tăng trưởng Cao hơn Tuy nhiên về mặt ngắn hạn mà nói thì Bitgut nó đang làm được cái điều tốt hơn đó là nó pump lên rất là nhanh. Thế nhưng mà chúng ta phải hết sức coi chừng đó là cái thăm and đâm Cho nên là Thắng không đặt quá nhiều niềm tin vào cái token Bitgut. Mặc dù rất nhiều người đã đạt, đạt, đã có rất nhiều lợi nhuận ở cái đồng token này. Thế nhưng mà chúng ta hãy nhìn lấy xếp môn về một đó là một cái bài học để chúng ta lưu ý. Bitgut có thể sẽ là cái xếp môn V1 thứ hai bị như vậy Nhưng uh, cái quyền đầu tư là của cô chú anh chị và các bạn Mà cái kênh của Thắng nó làm về xếp Moon chứ không làm về Bitcoin Cho nên là Thắng không, không có quá nhiều thông tin về cái dự án của token này mà khi thắng vô cái 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 ecosystem ấy, thì tất cả nó đang ở cái mục đích là nó đang để cái chế độ là coming soon thôi và cái nhìn nếu mà nhìn qua thì cái dự án này nó là dự án về cái defi này, uh, nft này, rồi web 3 này, rồi sàn tập trung này, uh, decentralized exchange này đó thì thì đối với Moon ấy, thì nó đã sắp có cái này rồi, nó hỗ trợ rồi, web 3 thì chưa, decentralized decentralized exchange là chuẩn bị đã có giấy phép rồi, còn về cái um, Um, Bitcoin thì nó chưa có đâu cô chú anh chị nha Cho nên là chúng ta đầu tư vào cái này thì chúng ta phải lưu ý Thắng thì thắng không có đầu tư với Bitcoin Nhưng mà nếu cô chú anh chị nào đã đầu tư và có lợi nhuận thì xin chúc mừng mọi người Chúng ta nên chốt lời nhanh nhất có thể Bởi vì thị trường hiện tại đang trong cái giá, cái giai đoạn nó rất chi là nhạy cảm thì cũng không rõ được là cái Bitcoin này nó có phát triển mạnh trong tương lai hay không. Nhưng mà Thắng vẫn có một cái niềm tin vào sẽ mua nhiều hơn đó là cái quan điểm về mặt cá nhân. À, trên đây là một số những cái thông tin thắng cập nhật về tình hình uh, của token môn cũng như là một trong những cái đối thủ khá là sừng sỏ đối với môn đó chính là token Bitgood với cái crypto là price Thì nếu cô chú anh chị và các bạn thấy cái video này hay và hữu ích thì đừng quên like, share hoặc là subscribe kênh YouTube và nhớ bấm cái nút quả chuông để cập nhật những cái video mới nhất từ tháng À, và nếu cô chú anh chị và các bạn muốn tìm hiểu thêm một số những cái thông tin bên lề ví dụ như là uh, kinh doanh online uh, học về đầu tư tài chính cũng như là học ngoại ngữ thì có thể vô cái blog nguyễn com để đọc những cái thông tin Thắng chia sẻ hoàn toàn miễn phí và nếu cô chú anh chị và các bạn có những cái câu hỏi cũng như là những cái bình luận để góp ý cho thắng về những cái thông tin thắng chưa cập nhật kịp thì có thể để lại ở phần comment section đến đây video xin được kết thúc cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại